Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn hai cái phô mai cát Bình Thuận với lại là một cái phô bạch mai của vùng Bình Thuận nha. Đầu tiên là một cái phô có hoành cổ đế là 42 các bạn. Chiều cao từ cổ đế lên đến ngọn của nó là 30 nha. Cây này thì cụm dĩa nha các bạn nha. Trên này nó là nguyên một cái cụm dĩa to ở trên này. Này nó lũa nè, lũa thép nè, lũa thép nè. Mai cát Bình Thuận nha các bạn. Cây lũa thép. Nhưng mà rất là đẹp nha các bạn nha. Cụm dĩa rất là đẹp luôn. Cây không có rễ chọc gì lớn ha. Nhỏ. Mai cát Bình Thuận, hoành cổ đế là 42. Chiều cao từ cổ đế lên là 30. Còn đo thì chiều bay của nó là 40 nha các bạn. Coi này giao lưu anh em mình với giá là 800 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Tiếp theo là cái phôi có hoành là 36. Hoành cổ đế là 36. Chiều cao từ cổ đế lên là 40 ha. Cây thì rễ cũng khá là nhiều. Không có rễ chọc lớn các bạn. Chỗ này thì nó có một cái chi nó tử nha, nó tạo nên một cái chỗ lũa thép hoành 36 à. Chiều cao từ cổ đế lên là 40. Coi này giao lưu anh em mình ngày hôm nay với giá là 400 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Tiếp theo thì mình đến với một cái phôi bạch mai các bạn, hay còn gọi là thành ngạnh. Cây này có hoành cũ đế khá là to, hoành cũ khá là to ha. Cũ này là nó 115, chiều cao từ đế lên là nó 20 các bạn. Cây rất là to bự nha. Đây là bạch mai nha các bạn, thành ngạnh nha các bạn. Này nó bị chóc da ha. Hai cái đầu thân của nó thì cũng có dạng như là nó bị nó lủa vô trong các bạn. Thâm ha. Còn mấy đầu rễ thì không có bị hư hao gì hết nha. Hoành cũ này là 115. Chiều cao từ cổ đế lên là 20. Phôi này thì giao lưu anh em mình ngày hôm nay với giá là 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Hay là thành ngạnh bạch mai 900 nghìn, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em ha. Anh em nào yêu thì liên hệ qua số điện thoại là 0867 098 446 để đặt hàng nha các bạn ha. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.